Alo. Em ơi, em cầm giùm anh lên nước giùm phát. Cầm anh. Ok. Ờ, tao đang ngoài phố hả? Gì đang diễn ra vậy? Mày đang đâu? Thì tao đang đứng ngoài phố hả? Ừ. Ủa gì vậy? Tao đứng với người yêu tao chứ đứng với ai? Ờ, đúng rồi. Trời ơi, quỷ là trò gì mẹ? Em đừng giỡn. Đúng rồi. Ờ, người yêu tao đang đút nước đâu uống. Không được không phải. Thì có xong có mày mới có mới tìm hiểu. À, em đi. Ừ. Đó là cảm tập. Ôi kia quỳ. Ừ. Thôi anh cầm đi đâu của anh đi em không biết đâu à. Tại mày mày mới giận tao nè. Vậy nha. Bạn cầm cho mình ly nước này cái được. Để mình cột như vậy cái. Ok. Hít cái chụp. Alo, tôi nghe bạn. Cái gì? Tôi ăn mày phố hả? Tôi đang đi chế người yêu tôi. Ủa gì vậy? Người yêu tôi có xong có giờ kinh thường vậy? Ừ. Mì liền không có nhưng hết cái chụp. Rồi em ấy mới đút nước cho tôi uống. Yêu kiểu gì? À, người yêu tôi mà, hơi ẩn cấp á. Em tuyệt vời thế cơ mà. Nước lạnh chứ, nước gì? Đang đâu hả? Em tuyệt vời thế cơ mà. Ờ, biết, người yêu tôi biết giận tôi biết xấu mà. Ờ, tôi không phải có người, tôi có hai người đó. Anh nóng quá, anh nóng. Ờ, dạ hơi nóng mà. Người yêu tôi đẹp tuyệt vời luôn. Cô mặc áo đỏ, cô mặc áo đen, cô tóc nâu, cô tóc vàng. Người yêu tôi chăm bạn ơi. Rồi vậy nha, dạ, tôi chế người yêu tôi cái. Ủa gì vậy? Đây em, đây. Tên đây. Em ơi cầm giùm anh ly nước phát. Ủa gì vậy? Cầm giùm anh phát. Ờ, tôi đang ngoài phố mà. Cầm ấy đừng để dưới. Ừ. Gì đang diễn ra vậy? Thì tôi đang ngồi kế người yêu tôi bạn. Tôi có người yêu rồi chứ không lẽ không có. Thì mới có mà. Em cao lên xíu em. Cao lên tí. Em tuyệt vời thế cơ mà. Nhưng mà sao em lại làm theo? Ờ, nhưng mà dạo này bạn sao rồi, khỏe không? Mua tôi hai gói mì thanh long mà được. Em ơi. Ờ, có xong có vậy. Cao lên tiếng. Thì mới quen em mới trả ngại. Bồ tao là bồ mày hả? Thì tao lao thiệt chứ. Để tao đổi người yêu cái. Ừ, tao mới đổi người yêu rồi. Tao đốt phan. Chỉ một chữ tuyệt. Đó, đổi người yêu nhanh mà bạn. Mình dễ thương là được. Khác nước. Tôi nghe bạn. Tao đây. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. À, tôi đang ở ngoài phố hả? Tôi đang chế người yêu tôi. Ừ. Yêu kiểu gì? Thì tôi mới có người yêu mà. Người yêu tôi đang mặc áo số 7 á. Thật đấy. Mang dép trắng. Tôi đang giày. Ừ. Có máy chở thở nữa. Tôi nghe ngợi trời. Tôi cũng phải cần thở như vậy. Ai mà chở cần thở. Trời xinh nhất thế giới luôn á. Cao xinh là người yêu tôi hả? Cười hơi bị dễ hơn. Có nàng những ghét lắm. Cưới rồi. Cưới mà đây là những vàng chứ trời. Ừ. Mới quen mà cưới rồi. Tôi uống nước cam, người yêu tôi uống cà phê. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Các bạn ngủ tối làm việc mà. Rồi. Ok. Đi dạ. Ờ, tôi đang đi chơi hả? Điện thoại ngược kìa bố ơi bố. Điện thoại ngược kìa. Ờ, đang đi chơi người thôi. Bố khác biết thôi. À, mới quen mà em mới trả ngại sao? Em ấy mới cười vậy. Là quá hiểu rồi
Ừ. Em ấy biết tên tôi mà, tên tôi tên Hiếu, em ấy biết tôi. Thôi. Ừ. À, tụi anh đi ngoại phố. Thằng khùng đi nó. Giải cứu em. Chào mai. Ủa? Tụi anh đi chơi. Anh chế người yêu tao. Có không có thì mới có à. Mới quen chưa công khai rồi. Em ấy vừa đốt tao uống nước nè hôm nay à. Em ấy mới ủa là sao anh nói chuyện với tao, nói chuyện với em. Mày tắt đi mày ơi. Cầm lên. Cầm. Ờ. Em ấy ngại mà. Được cái rồi. Sao không? Thì cầm giùm cái cậu vậy cái. Đi cậu vậy cái ơi. Chuẩn bị cho chị ấy. Thì mình có thấy được là có hai người Tây đang cuốn cho rồi. Nên là mình cũng chưa có dám hành động. Thì tạm vì hai người Tây đang nói rất là nhiều. Bây giờ có hai cách. Một là mình phải cứu họ. Còn hai là mình phải chờ đợi để tới lượt mình John. Tại vì bây giờ mọi người chọn cách nào?